Hello mọi người nhá, em thương giao lưu với mọi người 4 cây chắc đỏ đen 12 kg này, vẫn rất là đẹp luôn. Hàng này mà tiện hàng ta bao VIP luôn. Giả đanh mọi người ạ, gỗ giả đanh này. Gỗ giả đanh này nó mịn mịn luôn rồi. Ở kích thước này, cục này là dài được 67 phân này. Cục này dài 60 phân này. Này dài 45 phân này. Này dài 64 phân này. To này. 7 phân này. 7 phân này. 10 phân này. Chỗ này 11. Đây là lõi từ đây qua đây mọi người. Đấy, vì đây nó phần gốc mọi người nhé. Đây, thì còn cắt đến đây thôi là lõi rồi. Gần thì đẹp lắm rồi. Sự tiện hạt vô tư. 5 phân rưỡi. Năm phân, 4 phân rưỡi, 6 phân. Đầu này nó to hơn mọi người nhé. Hàng đông đặc luôn đó. Mắt, rất đẹp. Con sâu xem bọng bẹo đấy. Tiện hạt vô tư, làm gì cũng được, eo vật nó đẹp mê ly luôn mọi người. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều nha.